Giờ các anh chị có biết là tại sao chúng ta các cần xác định cỡ của lưới và ổ lưới không? Tức là cỡ của lưới là chính là cái phần phạm vi mình mô phỏng. Còn ô lưới á, thì người ta trong phần mềm này nó chỉ cho mình maximum là được 250 cột và 250 dòng thôi. Thế thì trong trường hợp, để các anh chị xem luôn, trong trường hợp mà mình muốn mô phỏng một cách chi tiết, ở đây nhé, mình giả sử như đây là khu vực mình muốn mô phỏng trong chỗ này thôi, mà mình tạo ra đến 100 cell. Đó, mỗi một chiều nó cho maximum là 250. Thì cái độ chi tiết của nó rất là lớn, rất là chi tiết. Đấy. Thế thì khi đó tại mỗi một cái ô như thế này, nó sẽ có một số liệu về gió, một số liệu về dòng chảy. Còn trong trường hợp mà mình chỉ tạo ra có 10 ô thôi thì sao? Giờ cũng như thế này. Mình lấy 5 ô bằng chiều dọc, 5 ô chiều ngang. Thì rõ ràng là các anh chị thấy là cái này gọi là cái độ phân giải đi. Là nguyên một khu rộng lớn như thế này mà nó chỉ có một hướng thôi. Nó giống như cái kiểu là mình chỉ sử dụng một hệ tọa độ hòn dấu. Thì cái như vậy thì chúng ta phải quyết định là nó nhiều hay nó ít ô này là đủ. Nhiều quá phần mềm chạy chậm thôi. Và nếu mà ít quá thì nó xấu và nó không có chính xác. Thường thường em chạy khoảng 100 ô. Tại sao 100 ô? Là bởi vì cái 100 ô á, là em thường thường em chạy phần mềm này á, là mình phải edit những cái số liệu về gió và dòng chảy. Nếu mà mình edit từng ô một như thế này mà mình mỗi một chiều 100 ô là cả ngàn ô, làm cả đêm không xong, dính rồi. Nếu mà mình mà download, nếu ở bên ngoài này này, ASA họ chỉ có sự dữ liệu ở bên ngoài biển thôi nha các anh chị, trong sông không có đâu. Cho nên là trong trường hợp mình chạy ở những cái khu vực mà gần sông á, mình phải edit những cái khu vực đấy. Mà nó mình cái hồi tháng 4 vừa rồi chạy một cái demo cho Cà Mau mà nó là khoảng 3.000 ô, sau khi trừ hết đi, mình chỉ cho những ô bên này thôi, ô bên này thôi, không cần nữa, tại vì nó không có khoảng này. 3.000 ô như này làm từng số một chết luôn. Ok, đây các bước thiết lập, chút nữa chúng ta sẽ làm cái phần mềm luôn. Các anh chị thấy rồi, bắt đầu chọn là create, xong rồi chọn các điểm, rồi lưu ý điều chỉnh, rồi em vừa nói xong. Có một cái độ phân giải này nữa thì các anh chị thấy là em cắt chưa, chút nữa chúng ta sẽ, khi chúng ta làm chúng ta sẽ nhớ nhanh hơn. Khi nào mà cái ô này nó giao với đường bờ thì nó sẽ automatic, nó sẽ chia cái ô này ra thành 16 ô nhỏ. Chỉ có 16 ô thôi. Giả sử như cái ô này mà mình muốn nó chia thành 16 ô nhỏ thì mình giữ phím shift xong click vào nó là nó sẽ tự động nó chia thành 16 ô. Để làm gì? Bên trong trường hợp ở đây là mình mà xác định nguyên cái cục này nó là đất á, nó bị đổ ra ngoài nhiều quá. Thì mình phải chia nhỏ nó ra để xác định những cái ô nhỏ nhỏ này nó là nước để cho nó tăng độ phân giải lên. Đấy. Trong trường hợp mà nếu các anh chị mà cái chỗ mà nó quá lắc léo thì khi đó mình sẽ cho cái ô này nó phải nhiều lên, tăng độ phân giải lên thì nó sẽ mịn hơn. Và các anh chị thấy khi mà mình chạy xong á, giả sử như chúng ta tính đây là cái phần đường bờ á, thì phần này nó chỉ chạy đến đây, cái nó dừng lại nhìn rất là xấu. Hoặc là đây nó ở ô này nó là nước, thì khi có cái chỗ này nó chạy sâu vào bên trong đất luôn, mà có cái chỗ mà nó bị nhô ra, nó chạy chưa đến bờ thì nó đã dừng phần mềm rồi. Thì đó chính là một trong những cái nhược điểm phần mềm, nhưng mà thấy không sao cả, bởi vì mình lúc đó mình sẽ thay đổi bằng cái cách là mình tăng cái độ phân giải nó lên. Rồi cái lưới về dòng chảy, về gió cũng tương tự. Tuy nhiên nó có một khác tí xíu là lưới dòng chảy nó sẽ không chia nhỏ thành 16 ô như cái kia. Ok, đây là cái cách mà mình edit cái lưới lan qua water, là mình ở cái vị trí nào mình muốn cái chỗ này nó là nước thì mình click vào cái thì nó thành nước, hoặc click cái thì nó lại thành màu như này thì nó lại trở thành thành đất. Và tương tự ở những cái ô của dòng chảy thì mình sẽ edit từng cái ô một, từng cái con số một.
Rồi các anh chị có thể mở luôn vào trong phần mềm nhé. Các anh chị có phần mềm sẵn rồi thì các anh chị sẽ em mới không được.